chào tất cả các bạn đến với kênh Duy Khánh TV. Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Mấy ngày hôm nay bão quá trời các bạn ơi. Bão số 5 sắp tới rồi. Mà giờ sáng ngày mình cũng tranh thủ mình làm đi rồi trưa nay thì, ở đây thì trưa nào cũng mưa hết các bạn. Trưa thì mình nghỉ các bạn ơi. Chứ mình chắc cái này mà nếu mưa quá cái nước mưa mình á sẽ rớt xuống đây, rớt xuống đây sẽ nông vô đây các bạn. Sẽ tuột hết các bạn. Mấy ngày hôm nay thì mưa nhiều quá đi rồi anh chú Bắc á, anh cũng ngày nào anh cũng canh anh xả nước ra các bạn. Để nước nhiều quá không khó làm. Theo nước cái tầm này cũng dễ làm các bạn ơi. Đây là mình làm video mình chia sẻ nha các bạn. Mình chia sẻ cái cách làm thì chia sẻ cuộc sống của mình. Thì các bạn cho mình nấu nha các bạn. Mình nấu thì các bạn mới hiểu các bạn ơi. Cũng có nhiều bạn xem video mình á, các bạn không có hiểu các bạn cứ comment cho mình ở dưới á. Các bạn nói anh này nói nhiều quá. Rồi chắc mấy bạn đó cũng mới xem video mình thôi. Thì bạn ơi, bạn cho mình xin lỗi bạn ơi, tại vì mình phải nói các bạn ơi. Mình nói ra mình tìm một cái sự đồng cảm các bạn để cho những bạn mà mới vào nghề á rồi người ta hiểu mình làm về vấn đề gì các bạn. Cái bờ này hiện tại giờ cái bờ này cũng hơi nhỏ nè các bạn. Mà cái đường mương mình á thì hiện tại giờ đang đất rất là dư nè. Mình phải banh cái bờ này ra. Banh ra về nè các bạn. Đặng mình chắc đất được nhiều các bạn. Mà cái lúc mà mình banh ra mình tranh thủ mình nện đây cho chừng vài cái vậy đó các bạn. Đặng cho nó dẻ xuống chịu cái chân lại đó các bạn. Mình mục đích của mình là mình lấy đất lên mà chắc cho cao thôi. Thì cũng có bạn comment mình ở dưới sẵn đây mình cũng xin trả lời cái comment của bạn luôn. Bạn hỏi mình coi cái bờ này nè mình có leo lên ban ra không? Đây là mình không ban nha các bạn. Chủ yếu là mình trong đây á, trong đây thì nhiều khi thì quanh năm cái anh chú đất anh cũng không có vô đây. Mục đích của mình xin lên là mình lấy cái đường mương chứ không quan trọng ở trong đây, trong ruột này không quan trọng. Tại đất quan mà, mình làm giống như mình làm chủ yếu mình lấy đường mương thôi, làm sơ sơ thôi, không cần làm đẹp. Đây là mình làm ăn giờ chứ không phải mình làm ăn công. Làm ăn giờ thì khác làm ăn công các bạn ơi. Ăn giờ mình làm sao phải do tốc độ, chạy do nhiệt tình rồi vô. Thì chú đất bỏ đồng tiền ra mướn mình á, người ta trả tiền mình ta cũng mát bụng nữa các bạn. Mình á thì mình đi làm cho bà con, mình làm hết khả năng bản thân mình nè. Khả năng mình làm hết khả năng. Thì nhiều khi có nhiều người chú đất người ta cũng thương mình. Người ta thương mình thì người ta cũng mến mình, ta nhìn cái làm mình ta biết đó các bạn, chứ phải không biết đâu. Tại vì á, cái bờ này là mình kè ra nên ngay chỗ đất, cái chỗ sát mé xà lan là mình không lấy. Mình ăn gian được phần đó các bạn. Khi mình lấy chỗ đó đi cái bị mất cái chân á thì á, sẽ sạc cái bờ đó xuống á. Nên á, mình làm á, mình một chút cái sáng tạo của mình vậy đó các bạn. Chứ không phải bờ nào như bờ nấy nha các bạn. Thì cũng tầm dạng có 3-4 năm rồi chưa làm nên đất bồi rất là nhiều. Làm cái nghề tài xế như mình là ví dụ như mình vô miếng đất thì có nhiều cách làm đó các bạn ơi. Mình như nhiều tài xế chạy thì có nhiều cách làm khác nhau hết.
Nhưng bản thân mình thì mình làm như vậy đó, rồi mình chia sẻ lên đây thì các bạn nào xem mà tự mình học hỏi vậy đó, rồi mình thấy cách nào hay là may rồi mình làm là mình sáng tạo cho cái bản thân của mình. Tại vì cái đất dưới này là đất nhão rất là nhiều, mình muốn chất cao cái đất khô cái cứng, các bạn có để là mé ngoài mé vậy nè, rồi đất sình mình đổ vô trong giữa vậy mình chất cái bờ cao mới được. Và mình muốn chất cái gì cũng vậy, miễn sao đất cứng các bạn để ngoài. Xà lan của mình á, lúc trước thì mình có vỏ xe nhiều lắm, nhưng mà mình không, hiện tại giờ mình không có dùng cái nó, là lý do là khi mình xuống xà lan mình làm nè các bạn, cái vỏ xe mình á mình độn vậy đó, còn cái xe mình múc cái nhịp các bạn ơi, nhịp cái vỏ cái xe mình nó sẽ nhịp theo nên mình làm hơi khó. Cái mấy cái chỗ đầu bờ đó các bạn, mình cũng xe chở khó khăn đó các bạn. Có là lý do như vậy nè, ở dưới này nè, ở phía trước mình của bạn chỗ này là cái mương rất là sâu, đây là cái mương rất là sâu, mà bây giờ cái chỗ mà mình đang hốt đất lên nè các bạn, cạn quá các bạn, mình xe chở lên mình làm một cái thế đặng cho xà lan mình rấn vô á, giống như là mình gài cái mũi mình vô vậy nè, đặng mình hốt đất bớt là mình mới rấn được các bạn, khó lắm. Ở sát cái đầu bờ nữa là mình đang canh cái lái phà của mình đó, mình sợ cái chân vịt của mình nó trúng vô cái đầu bờ nữa, lỡ mà khi mà mình kéo lên nó tuột xuống cái lát của chân vịt mình á, nó găm vô đầu bờ là nó cong cái lát là mình cũng đổ nợ các bạn ơi, tại vì cái lát đó giờ nó nằm giữa đồng đâu có sửa được, bởi mà khi mình kéo lên mình phải để ý. Kênh á, bạn đăng ký cho mình nha các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn á có một cái chuông thông báo, các bạn bấm vào đó cho mình. Và khi mình đăng video mới á thì sẽ hiển thị vào máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Cho xà lan mình vô thế được rồi đó, thì mình múc làm sao không biết, mà mình nghiên cứu làm sao mà được cho cái xà lan mình nó tụt á, là lúc đó là mình làm được rồi, được à các bạn ơi. Mình để cho nó làm chân hết luôn. Giờ cái đoạn trên đây làm như mình thấy nó cũng cạn quá các bạn ơi, nên mình ráng mình chất làm sao mà mình chất đất lên á, rồi cao cao cho anh. Như có mấy bạn ở Cà Mau rồi đó, mấy bạn có tài xế Cà Mau rồi đó, các bạn có bình luận cho mình nói là như cái vùng đất ở đây là múc khác Cà Mau, thì mình nói thì nó cũng giống như vậy thôi các bạn ơi, nhưng mà tại vì ở trong đây là mình làm ở trong ruộng,
trong ruột của cái đập nên nó cũng không cần gì kỹ cho mấy các bạn. Như toàn bộ mấy bờ bao ngoài thì mình vẫn làm kỹ cho bà con chứ đâu phải làm sơ sơ được. Mục đích của mình á là mình hốt đất ở dưới đường mương này nè cho sâu, tặng cho tôm cá nó dựa. Còn là toàn bộ cái bờ cổi ở trên chỗ mình bỏ đất lên nè, chỗ này thì không có ai mà tới đây hết, nó không vô đây không chừng nữa bà ơi. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành, hẹn gặp các bạn ở video gần nhất.